Trời ơi, cái lẽ trời ơi. Lẽ gì mà lẽ từ từ, cái tiệm anh tao đi cũng ở đây mà anh đâu có giờ đi đâu đâu. Lỡ anh đổi ý sao, chụp hình bầu mà. Đúng rồi, lỡ đổi ý mình làm liền cho nó nóng. Giờ mình chụp một bộ ảnh rồng xong sẽ chụp cho em thêm một cái concept mới hoàn toàn do chính tay anh tự sáng tạo ra. Dành cho riêng em thôi, okay, được không? Anh. Ok ha. Ok, ok rồi em.